Rapper 2T, quán quân rap Việt mùa 3, từ người hớt tóc trang trải qua ngày đến chủ nhân loạt hit. Tối ngày 9 tháng 9, đêm trao giải rap Việt mùa 3 diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhận được sự bình chọn cao từ ban giám khảo, huấn luyện viên lẫn công chúng, Rapper 2T đã xuất sắc trở thành quán quân rap Việt mùa này. Với khán giả theo dõi chương trình, chiến thắng của Rapper 2T là vô cùng xứng đáng. Trải qua từng vòng thi, nam rapper luôn mang đến sự bất ngờ từ âm nhạc đến phong cách trình diễn. Rapper 2T tên thật là Bùi Xuân Trường, sinh năm 1996 và quê ở Tuyên Quang. Nghệ danh Rapper 2T có nghĩa là 22T. Trong đó, 22 là ký hiệu biển số xe của quê hương anh, T là chữ cái đầu của Tuyên Quang và cái tên Trường. Rapper 2T sống trên bản làng xa xôi nên niềm đam mê với rap trong anh được hun đúc bởi những lần được xem qua chiếc TV bé xíu. Đến khi học cấp 3, anh chàng mới có cơ hội tìm hiểu về rap qua Internet và bản rap đầu tiên của Rapper 2T được thu âm bằng tai nghe ở quán net. Vì không có người giúp đỡ theo đuổi đam mê, Rapper 2T vừa học vừa làm ở thành phố để có tiền đầu tư cho những đứa con tinh thần của mình. Một số bài hát được Rapper 2T làm ra giúp anh được đi diễn ở tụ điểm nhỏ và mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Nhưng chỉ 2-3 năm sau, sự nghiệp âm nhạc của anh bị chững lại. Rapper 2T quyết định nghỉ làm nhạc, mở quán cắt tóc để kiếm tiền. Tuy nhiên, niềm đam mê với rap luôn rực cháy và quyết định đến với rap Việt mùa 3 chính là cơ hội cuối cùng để chàng trai Xuân Trường theo đuổi ước mơ. Vượt qua nhiều đối thủ ở vòng cắt tinh, Rapper 2T đã gây ấn tượng với công chúng thông qua bản rap thanh âm miền núi tại vòng 1 của chương trình rap Việt mùa 3. Dù mang hình tượng bụi bặm nhưng Rapper 2T lại sở hữu một giọng ca khá ngọt và êm. Anh còn để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả nhờ cách thể hiện bản nhạc rap có sự kết nối chặt chẽ với bản sắc và văn hóa dân tộc. Sau vòng 1, Rapper 2T trở thành cái tên có sức hút vượt trội và bài hát với cụm từ cà lôi trở nên gây bão mạng xã hội. Không chỉ thu hút lượt xem khủng mà bài hát còn được sử dụng cho nhiều trend ở khắp nền tảng mạng xã hội. Nối tiếp thành công đó, Rapper 2T ngày càng bứt phá và chinh phục khán giả bằng tài năng âm nhạc của mình. Tại vòng 3 rap Việt, Rapper 2T tiếp tục bỏ túi thêm bản hit Người Miền Núi Chất. Với loạt bản hit bắt tai, Rapper 2T là thí sinh chạy sâu nhiều nhất rap Việt. Và kết quả ở chung kết phản ánh đúng sức hút hiện tại của nam rapper đến từ Tuyên Quang. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.